xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình Những Câu Chuyện Kể ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng gặp gỡ ca sĩ Ái Ly. Chị là một gương mặt rất năng động trong những sinh hoạt văn nghệ cũng như là từ thiện xã hội trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại Toronto. Và ngày hôm nay, Khánh Lan xin kính mời quý vị cùng nghe câu chuyện của chị Ái Ly, bởi vì từ câu chuyện này sẽ dẫn đến một sự kiện rất là đặc biệt trong cộng đồng của chúng ta trong thời gian sắp tới. Xin kính chào chị Ái Ly. Chào Khánh Lan. Ái Ly xin kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình Việt TV Canada. Khánh Lan rất là cảm ơn chị Ái Ly đã bỏ thời giờ đến đây để mà cho Khánh Lan cũng như là quý khán thính giả có dịp để nghe một cái câu chuyện mà Khánh Lan biết là rất là cảm động. Khánh Lan được biết là chị Ái Ly sẽ có một cái chương trình gây quỹ, và trên cái poster đó Khánh Lan được thấy đó là có cái hàng chữ là Việt Can Helping Hand Together We Care. Thì chị Ái Ly có thể cho Khánh Lan cũng như là quý khán thính giả biết là vì sao mà chị lại có cái câu đó trên một cái poster của chị cho chương trình sắp tới. Thưa Việt Can Helping Hand là từ cái chữ Vietnamese and Canadian, Helping Hand Together We Care. Từ cái nỗi xúc động riêng của Ái Ly là ông xã mất năm ngoái, thì cũng là đúng một năm thì ông xã bị bệnh ung thư, nằm trong nhà thương và được nhà thương Toronto General cũng như là Princess Margaret Hospital chữa trị. Thì trong vòng 2 năm đó thì mình biết mình sống ở đất nước Canada này á, mà về y tế thì tất cả đều được miễn phí. Nhưng mà khi mà mình có người thân của mình mà nằm trong bệnh viện và được chữa trị thì mình mới thấu hiểu được rằng đó là cái hệ thống mà y tế bệnh viện ở đây đó nó quá tuyệt vời. Và đồng thời trong lúc đó thì Ái Ly cũng có bạn ở bên Mỹ cũng bị một căn bệnh rất là nguy hiểm, và khi mà họ có bảo hiểm, mà khi họ mổ xong rồi đó thì họ được bảo hiểm trả cho là 80%, thì họ chỉ trả thêm cái phần mà họ phải trả thì cũng mất đến 40-50 ngàn. Thì như vậy mình càng ở trong nhà thương rồi mình càng thấy cái sự săn sóc cũng như là chữa trị của các bác sĩ thì mình mới thấy rằng mình quá may mắn. Và mình càng nghĩ sâu hơn, và lúc đó lúc mà ông xã Ly còn sống thì cũng có nói nếu mà sau này thì mình cũng phải làm một cái gì đó. Thì lúc đầu thì thật sự là cũng nghĩ là bản thân của mình thôi, mình cũng cảm ơn một tí gì đó với bệnh viện. Thì Ái Ly có xuống dưới mà ở mấy cái tầng mà người ta có đăng những cái nhà mà hảo tâm á, những nhà bảo trợ lớn hay là những công ty hay là ngay cả những tư nhân, thì mình mới đọc những cái tên đó. Thì mình cũng tò mò, mình hỏi trong bệnh viện là nếu mình muốn biếu thì bao nhiêu. Thì Ái Ly nghĩ cũng chừng vài ba ngàn, năm ba ngàn hay giỏi lắm là 10 ngàn. Nhưng mà lúc đó mình mới hiểu ra rằng á, tối thiểu để mà có được á, một cái bảng tên ở trong bệnh viện là mình phải có tối thiểu là 25 ngàn. Thì thật sự mình cũng không phải là muốn cái bảng tên đâu, nhưng mà vì mình nhìn thấy á, là có những cái cộng đồng khác, những cái cá nhân khác và người ta làm như vậy, thành ra tự nhiên cái mình nghĩ mình phải làm một cái gì đó mà cộng đồng của người Việt mình á, thì bây giờ phải nói là khá lớn mạnh. Và về mọi mặt, về mặt nghĩa là về thương mại hay là về con cái ăn học thành tài hay là những business, thì bây giờ có thể nói là lớn mạnh so với những cộng đồng khác. Thành ra bởi vậy Ái Ly mới nghĩ cộng đồng mình lớn như vậy mà với cái cá nhân của mình thì nó nhỏ bé. Mà không phải là đây là lần đầu tiên, mà biết bao nhiêu lần mà khi mà những gia đình khác khi mà đọc báo thì thấy là gia đình A, ông A hay ông B và C gì đó nói là những cái tiền mà thay vì phúng điếu thì xin cống hiến gửi vào cho bệnh viện. Thành ra Ái Ly mới có nói chuyện với Tôn Thất Hùng, thì Tôn Thất Hùng thì cũng làm việc cộng tác với thời báo, và Diễm Hương thì cô ta dạo này thì cũng hoạt động về việc cộng đồng, thì có nói thì nói là bây giờ muốn làm một cái gì đó mà cho về vấn đề là mình cảm ơn nhà thương. Với lại mình cũng thay vì mình thấy là thường thường mọi người đóng góp riêng rẽ thì bây giờ mình đóng góp là mình đóng góp chung, phải không? Mà nếu mà đóng góp riêng thì mình lấy tên cá nhân được, nhưng mà khi cái gì mà đã có là của cộng đồng thì mấy chị em cũng nghĩ ra cho được một cái tên, mà cái tên á
của cộng đồng. Đó, cái đó là Ái Ly với mấy Tôn Tất Hùng và Diễm Hương cũng mạo muội để xin phép cộng đồng cho được lấy cái tên là Vietnamese hay là Việt Can. Rất là hay. Và Khánh Lan thì thật sự là với cái cá nhân Khánh Lan thì rất là ủng hộ cái việc này, tại vì thật sự là hồi nào giờ mình thì cộng đồng mình là cứ gây quỹ thì là thực sự là cứ giúp ở Việt Nam, thì dĩ nhiên là máu chảy ruột mềm mình lúc nào mình cũng hướng về những cái người bất hạnh ở bên nhà. Nhưng mà thực tế một chút xíu, bản thân mình, gia đình mình hay con em mình mỗi khi mà bệnh hoạn gì đó thì là ở đây người ta lo nhiều. Cho nên Khánh Lan nghĩ là cái chuyện mà chị Ái Ly làm một cái gì đó để mà cảm ơn bệnh viện hay là cảm ơn cái xứ sở này thì một việc làm rất là đáng hoan nghênh. Và đây có phải là một cái chương trình mà chị Ái Ly sẽ có cái dự định là sẽ làm nó thành hàng năm hay không? Thưa, thì nếu mà kỳ này thì được cái sự ủng hộ của cộng đồng, mà trước khi Ái Ly làm việc này thì thật sự việc này nó cũng có liên quan tới y tế, thì Ái Ly cũng có được quen biết một số bác sĩ, thì Ái Ly có thưa chuyện với một vài bác sĩ thì muốn nhờ các bác sĩ đó đứng ra làm. Nhưng mà quý vị bác sĩ đó nói thôi em cứ làm đi rồi mấy anh cũng ủng hộ cho. Như vậy thành thử ra Ái Ly mới mạnh dạn được một chút. Mà nếu mà được sự hưởng ứng của cộng đồng thì lẽ dĩ nhiên Ái Ly cũng như là những anh chị em khác cũng sẽ nghĩ là vui để mà được làm cái việc đó. Vì mình nghĩ là mình sống ở đất nước này mà mình đã được ở đây mà năm nay là cũng đánh dấu là 40 năm. Thành ra mình cũng muốn làm một cái gì đó cảm ơn đất nước này. Mà Ái Ly đi tới những nhà bảo trợ thì mọi người đều nói cái việc này hay đó em. Thành ra mình nghĩ rằng nếu mà được cái sự ủng hộ, cái điều mà quan trọng nhất không phải là Ái Ly hay là hay là những người bạn, vì đó là những cái viên gạch đầu tiên thôi, mà cái vấn đề là cộng đồng. Mà khi mình nói cái con số tiền á là 25.000 hay là hơn thế nữa, cộng đồng mình bây giờ nói là ở Canada mình á thì có cả 100.000 người rồi, mà không phải nói chi riêng là cái thành phố Toronto của mình, mà tất cả các nơi nếu mà ủng hộ thì cũng có thể gửi về cái địa chỉ mà trên báo đăng á. Và chị có thể nói thêm chi tiết về chương trình gây quỹ kỳ này như là giờ giấc cũng như địa điểm? Dạ vâng. Cái chương trình mà đầu tiên kỳ này thì được phép của nhà thương thì chúng tôi sẽ tổ chức vào ngày là 14 tây tháng 11 năm 2015, có nghĩa là November the 14th 2015, ở cái nơi gọi là Milan Banquet Hall. Cái chỗ đó thì rất là quen thuộc với cộng đồng rồi. Địa chỉ là 1989A Dundas Street East, Mississauga, vào lúc 7 giờ. Chương trình thì gồm có là buffet, buffet thì cũng có được một số mấy nhà hàng như là phở mì Asia, thanh sư tofu hay là chỗ cơm 99, và một số quý vị tặng những cái tặng phẩm, cũng như là những quý vị mà bạn bè hay là quen biết đó, thì họ cũng có nghĩa là giúp vào. Và như là vấn đề bán vé thì sao thưa chị? Thưa, vì là cái việc này là mình làm để gây quỹ cho nhà thương, thành ra mình không có bán vé, và cũng là muốn là được cái sự ủng hộ đông đảo, chứ không, cái này không phải là một cái chuyện mà mình business hay là mua bán. Thành thử ra muốn cộng đồng tới với một cách thoải mái, nhưng mà có cái là thiệp mời, vì là cái chỗ nó cũng có giới hạn là bao nhiêu người. Thì cái hôm đó là 7 giờ, có buffet và một số ca sĩ ở Toronto thì họ hát và không nhận thù lao, họ tặng lại thù lao. Mà ngay cả ban nhạc thường thì họ cũng phải lấy cát xê, mà kỳ này họ cũng tặng luôn thù lao. Thành ra cái đó là một cái điểm, nghĩa là cũng là điểm son của tất cả chương trình lần này. Chương trình, dạ. Thì Ái Ly hy vọng là nếu mà quý vị đi dự được thì cái đó là một cái điều vinh dự cho ban tổ chức. Có một điểm mà Ái Ly muốn thưa quý vị là quý vị có thể gửi check, thì gửi vào là Princess Margaret Cancer Foundation. Và khi mà ở dưới cái check thì có cái memo, có nghĩa là cái phần ghi chú, thì để là Việt Can Helping Hand, để khi mà nhà thương họ nhận được, họ biết cái đó là của cộng đồng người Việt mình. Đó. Và một cái điểm nữa là
nếu mà vì lý do gì đó quý vị không đi dự được thì nhà thương cho chúng ta là 3 tháng, có nghĩa là từ cái hôm mà tổ chức và 3 tháng sau để chúng ta có thể thu đủ số tiền. Có một số quý vị hỏi là nếu mà dư cái tiền thì làm sao? Nếu mà dư thì sẽ hỏi ý kiến của quý vị. Nếu mà chúng ta đồng ý tặng hết cho nhà thương thì chúng ta tặng. Còn nếu mà chúng ta nói là muốn giữ lại để cho kỳ sau hay là cho nhà thương khác, và mọi việc đều được công bố rõ ràng trên báo chí cũng như là trên các đài truyền hình, hay là nếu mà chúng tôi có thể thưa chuyện cùng quý vị. Và có một cái điểm nữa là tiền quý vị đóng góp dù là check hay là cash, nếu trên 20 đồng thì bệnh viện Princess Margaret sẽ gửi cho quý vị cái tax receipt. Và tất cả những số tiền mà đóng góp là đều 100% là để gửi vào bệnh viện, không trừ chi phí. Chi phí thì chúng tôi lo, giả sử như cái phần bán nước hay là những cái đấu giá những quý vị khác cho để mà cover cái phần là về cái chi phí trình mình. Dạ, chi phí thôi. Chứ còn những cái tiền mà nhận được thì đều là đóng góp cho bệnh viện. Và cảm ơn chị Ái Ly rất là nhiều. Thì Khánh Lan cũng xin chúc cho chương trình được thành công tốt đẹp, và xin kính mời quý vị hãy đến tham dự chương trình gây quỹ cho Bệnh viện Princess Margaret Hospital vào ngày 14 tháng 11 năm 2015 tại Milan Banquet Hall. Vì chương trình có hạn cho nên chúng tôi xin phép được chấm dứt chương trình nơi đây, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp.